Xin chào, kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, 22 Tây tháng 12 năm 2022. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Mai Phi Long, một kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua có sự kiện lịch sử xảy ra cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đó là bà Helen Chan đã tuyên thệ nhậm chức thị trưởng thành phố San Bernardino ở San Bernardino County. Đây là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đắc cử chức thị trưởng của thành phố ở Hoa Kỳ, đầu tiên trong lịch sử. Thì có thể nói là sự kiện lịch sử đã xảy ra tối ngày hôm qua. À, lúc 6 giờ chiều tại cái thư viện Norman Fetham Public Library, bà tuyên thệ cùng ba nghị viên khác. Thì thưa quý vị, thành phố San Bernardino, mình quý vị thấy đó, bà bế con rồi chồng đứng sau và cả bố mẹ bà luôn. San Bernardino là thành phố có khoảng hơn 200.000 dân và là thành phố lớn nhất ở trong San Bernardino County. Mà San Bernardino County cũng là cái county mà rộng nhất của California. Thì mình quý vị, đó là hồi nãy là từ bên trái là bác sĩ Võ Đình Hữu, là đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Việt Nam và Hải ngoại. Rồi đến bà Helen Trần, rồi cô Derek Chu Hà Nguyễn là cựu phó thị trưởng của Garo. Và bên phải là cô Alice Hồng Văn là đang là phó thị trưởng thành phố Stanton, bốn người Việt Nam. Thì bà Helen Trần ngày hôm qua đã tuyên thệ nhậm chức. Thì bà này sinh ra ở Mỹ, ở tại San Diego, lớn lên San Diego và sau đó chuyển đến San Bernardino County hoạt động. Và bà là giám đốc nhân sự của thành phố San Bernardino. Sau đó chuyển sang làm giám đốc nhân sự của thành phố West Covina. Nhưng bà vẫn là cư dân của San Bernardino County và bà đã đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 vừa qua. Được tới hơn 62% số phiếu. À, thì bà này có bằng cử nhân tại Đại học UC Santa Cruz và là người đầu tiên trong gia đình có được cái bằng đại học. Tại gia đình bà là cũng là vấn đề văn hóa cũng thấp, nhưng mà bà là như thế. Và tối hôm qua thì tôi cũng có mặt ở đó và tôi chứng kiến cái giây phút là khoảng cỡ hơn 200 người đứng đầy cái phòng của cái hội trường của thư viện, là một số người phải đứng bên ngoài, họ phải đem tivi để ra ngoài nữa để mà truyền hình trực tiếp và chứng kiến sự kiện lịch sử đó. Thì thành phố San Bernardino đó, nó có cái đặc biệt là không có nhiều người Việt Nam. Với hơn 200.000 người đó thì cao lắm, độ 10.000 người Việt Nam. À, nhưng mà cái điều này nó cho thấy rằng là gì thưa quý vị, nó lạ. Ở những chỗ đông Việt Nam thì Việt Nam không đắc cử, mà chỗ ít Việt Nam thì Việt Nam lại đắc cử. Giống như các cái chức vụ tiểu bang, dân biểu tiểu bang khác, anh Long nhớ không? Yes. Chứ ta có nói. Thì đó là sự kiện lịch sử xảy ra tại thành phố San Bernardino tối ngày hôm qua, trình bày cùng quý vị thấy không? Trong cái sự kiện mà gọi là chiến thắng của bà Helen Trần mà vào được cái coi là trở thành một cái thị trưởng của một cái thành phố, mà thành phố này người Việt thì phải nói là thành phần vô cùng thiểu số, thì cái điều này chúng tôi cũng có thấy một cái điều đặc biệt. Cái chiến thắng của bà, thứ nhất là một người gốc Việt, thứ hai là một người phụ nữ, thân hiểu. Dạ. Những nơi mà người Việt đông đúc thì chúng tôi không thấy vị phụ nữ nào trở thành thị trưởng, tôi chưa thấy. Dạ. Mà thị trưởng đắc cử chứ không phải là thị trưởng luân phiên nữa. Luân phiên cũng chưa có luôn. Dạ, luân phiên cũng chưa có thôi. Dạ, chưa có luôn. Thì thưa quý vị, qua cái chuyện này chúng ta thấy rằng là hình như là thứ nhất chúng tôi để ý là giới phụ nữ Việt Nam mà thành công trong chính trị á, thì hầu như là phần lớn đều dựa vào cái người dân bản xứ chứ không hẳn là ở từ trong cộng đồng Việt Nam. Anh đồng ý chuyện đó không? Chắc chắn. Dạ. Thì đó là câu chuyện mà gọi là lọ lem. Tôi gọi là lọ lem. Tối ngày hôm qua tôi thấy nhiều người dân bản xứ đó họ cũng ngạc nhiên. Họ bảo là đây là history in the making. Lần đầu tiên thành phố chúng ta có một phụ nữ gốc Việt. Thực ra là gốc Á luôn, nhưng mà gốc Việt. Yeah, gốc châu Á. Trước đó thì thành phố San Bernardino đã từng có hai nữ thị trưởng. Coi như bà Helen Trần là người thứ ba. Nhưng đây là lần đầu tiên có một người gốc Á. Gốc Á thì trong đó bao gồm Việt Nam, đã nói vậy để quý vị hiểu. Rồi, đó là câu chuyện bà Helen Trần làm nên lịch sử tại thành phố lớn nhất của quận hạt lớn nhất California. Thành phố này đặc biệt quá, anh biết không? Có phi trường, có trường đại học trong đó luôn. Yes. À, đặc biệt là thưa quý vị, một cái thành phố mà ở nước Mỹ này vừa có phi trường quốc tế nha. Vừa có phi trường mà vừa có trường đại học là chuyện hiếm có lắm.
Ontario? No, no. San Fernando. San Fernando Airport. International Airport. Wow. Yeah. Đó. Bất ngờ. Còn Ontario là nằm bên này. Uh-huh. Nằm bên này. Nó nằm bên Los Angeles County không? Ontario là nằm Los Angeles County. Nó là cùng cái phi trường với lại Los Angeles County. Nhưng mà cái đặc biệt. Để tôi kể. Sẵn anh nói tôi nói luôn. Cái phi trường quốc tế Los Angeles nó có 3 phi trường tất cả nguyên hệ thống nó là Los Angeles, Ontario và Burbank. Burbank là dân nhà giàu đáp xuống đó đi máy bay private jet đáp xuống đó. Còn Ontario là quốc tế nhưng mà nó phụ với lại Los Angeles. Los Angeles mà nhiều quá thì máy bay nó qua bên Ontario. Đó là trong Los Angeles County. Rồi xong biến, không nhắc tới nữa. Không nhắc còn đây là San Bernardino County. Wow. Có thành phố San Bernardino. Trong đó có phi trường quốc tế San Bernardino International Airport. Và trường đại học Cal State San Bernardino. Đó. Cái chuyện này lần đầu tiên tôi mới nghe chuyện này. Tôi nghiên cứu hết rồi. Đó, đặc biệt chỗ đó. Mà thành phố này hơn 200.000 dân. Đó, wow. Thuộc lại thành phố lớn chứ không phải là nhỏ. Đó. Như ở Orange County thì thưa quý vị, 30 thành phố thì chỉ có Anaheim, Santa Ana, Huntington Beach, Irvine với lại có thể gọi là Garro. Garro gần 200.000, còn 4 thành phố kia là khoảng xấp xỉ 200.000. Santa Ana thì khoảng cỡ 300.000, ở Anaheim khoảng 400.000. Đó là tối đa, là còn đa số là cỡ mấy chục ngàn, trăm ngàn hoặc mấy chục ngàn. Như Westminster là chỉ chưa tới 100.000. Palm Valley cũng là nơi Việt Nam ở nhiều, chưa tới 60.000. Đó, thấy không? Thì thưa quý vị, San Bernardino là tới hơn 200.000, là thuộc lại là thành phố lớn trong một county, nó lớn nhất trong cái San Bernardino County mà. Yeah. Trong cái mé bên đó thì cái thành phố mà tôi ngạc nhiên là có một phi trường quốc tế là Palm Springs. Yeah. Thì dân nhà giàu về đó. Đúng rồi. Mình không thắc mắc. Đúng rồi. À, nhưng mà San Bernardino có thành phố một cái international airport. Đúng rồi. Đó, tôi ngạc nhiên. Nhưng mà nó không phải là phi trường lớn nhưng mà nó là international. Dạ. International. Một cái chuyện thứ hai để nhắc cho quý vị nào mà có để ý đến cái vị nữ thị trưởng gốc Việt này ở thành phố San Bernardino thì có một điều rất là đặc biệt. Thành phố này cách đây vài năm phải khai phá sản. Đúng rồi. Và tháng 9 2012. Dạ, tháng 9 vừa qua họ mới gọi là ra khỏi cái sự phá sản. Đúng rồi. Cho nên cái di sản của cái thành phố này đối với bà Helen Trần không phải là một chuyện nhỏ. Không dễ. Chuyện không dễ dàng tí nào, bà làm sao bà vực dậy. Thì chúng ta có phải chờ đợi coi bản lĩnh của một người gốc Việt như thế nào trong cái chuyện mà vực lại cái thành phố này từ cái chuyện phá sản. Thưa anh. Nhân anh nói đây, tôi nói luôn là thành phố này đó, một số lãnh đạo thành phố đó, dân cử cũng đã từng bị bắt. Dạ. Vì tội hối lộ. Nhận hối lộ. Đó. Thành ra có lẽ là người ta chán những cái người đó rồi. Thành ra bây giờ ta bầu cho một phụ nữ gốc Việt lên để có thể ta hy vọng là thay đổi. Chứ còn là tham nhũng là các thứ nhiều lắm. Và như Long nói là khai phá sản. Thậm chí là nói luôn cách đây vài năm có một vụ nổ súng ở thành phố này, biết không? Chết mười mấy người. Yes, yes, trong đó có một cô Việt Nam. Yes. Tín Nguyễn. Tín nhớ không? Là đó. Dạ. Họ làm việc cho sở xã hội, sở xã hội. Yes. Của cao ty. Thì một ngày hôm đó là cái anh đó là chạy vô bắn, nhớ không? Rồi cùng với cô bồ là chạy đi vòng quăng súng xuống hồ, sau đó hai người bị bắn chết. Đó, nhớ không? Tôi nhớ cái vụ đó là gây chấn động. Thì đó là câu chuyện là cô Helen Trần. Ngày hôm qua thì tôi cũng gặp nhưng mà rất là nhanh. Bởi vì đông với lại là cái chỗ người ta làm lễ đó. Mình vô mình hỏi rất nhanh rồi xong mình ra mình làm những cái việc khác. Mình đi phỏng vấn những người khác chứ còn mình không có ở lâu được, bởi vì nó là cái ngày vui của thành phố mà mình không muốn vô đó cái là lắt nhắt. Nhưng mà hôm qua thì nhìn thấy có khoảng 2 hàng ghế là người Việt Nam. Lạ, còn lại nhìn lại toàn là Mỹ trắng với Mỹ đen với Mễ không à. Chắc dân khác người ta thấy cũng lạ, là lần đầu tiên trong cái phòng họp thành phố tự nhiên có 2 cái dãy ghế người Việt Nam, người châu Á, lạ lùng. Đó cũng là cái chuyện lạ. Thì đó là một lần nữa chúc mừng cô bà Helen Trần và gia đình cũng như cộng đồng người Việt ở tại San Bernardino có một cái vị nữ thị trưởng gốc Việt đầu tiên như thế. Và hôm qua tôi nghe nhiều người đã nói là ta hy vọng là sẽ có một cái làn gió mới, một cái gì đó mới mẻ, bởi vì mình nghe người dân nói là mình cũng biết rồi, như họ lên họ phát biểu đó, tức là họ cũng oải thành phố này lắm rồi, nhiều thứ nó xuống cấp này kia, thì họ hy vọng là bà Helen Trần này sẽ làm được cái gì đó, chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Thì đó là câu chuyện của cộng đồng Việt Nam. Ngày hôm qua cũng có câu chuyện lịch sử, đó là Tổng thống Zelensky của Ukraine ngày hôm qua đã bất ngờ như không bất ngờ đến thăm Hoa Kỳ như hôm qua chúng tôi nói. Và ông đã có 2 sự kiện là gặp Tổng thống Joe Biden và tối ngày hôm qua ông đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc hội.
Ở đây ông đọc diễn văn có gì đặc biệt không hay không? Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng là nếu quý vị nào theo dõi cái bài diễn văn ngày hôm qua của ông Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thì quý vị thấy là ông trình bày một cái bài diễn văn phải nói là đầy cái sự gọi là nhiệt thành, đầy một cái tính gọi là cái lòng gọi là chúng tôi phải nói là nồng nhiệt trong cái phần trình bày của ông khi nói về những gì mà người dân Ukraine phải trải qua trong cái cuộc chiến bất cân xứng với một cái quốc gia quá hùng mạnh so với Ukraine là nước Nga. Và người dân Ukraine đã thể hiện cái sự ý chí và quyết tâm của họ đứng vững trên cuộc chiến. Và cái điều quan trọng nhất là ông phải làm vừa lòng quốc hội của Hoa Kỳ, và rất nhiều lần ông nói đến là tôi phải cảm ơn hai đảng. Cái đó là cái điều mà chúng ta ghi nhận trong cái nỗ lực của ông Zelensky. Và trong suốt cái bài diễn văn của ông ngày hôm qua, chúng ta thấy liên tục quốc hội Hoa Kỳ, toàn bộ kể cả dân chủ lẫn cộng hòa đều gọi là đứng lên, ngồi xuống vỗ tay liên tục những lời mà để mà cổ vũ tán thưởng cho những gì mà ông Zelensky nói, thưa anh. Vâng, có một số người thỉnh thoảng đứng lên thôi, bên cộng hòa đa số họ đứng lên, và có thể thấy rằng là ông được cái sự ủng hộ của lưỡng đảng. Ngày hôm qua ông có nói, thực ra thì ông đến đây là ông có mục đích chính thôi, là để kêu gọi quốc hội Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ đừng bỏ rơi Ukraine. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là sau cái cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, Cộng Hòa đã thắng ở tại Hạ Viện, và ông Kevin McCarthy đã đe dọa là sẽ xem xét lại vấn đề này. Ngày hôm qua thì ông McCarthy cũng nói tôi vẫn giữ quan điểm đó, tôi vẫn ủng hộ người dân Ukraine, nhưng quan điểm của tôi là không phải cái gì cũng cho, phải xem xét kỹ, và những khoản tiền này phải được sử dụng một cách có trách nhiệm. Đó là cái lời ông Kevin McCarthy nói như thế. Như vậy là nó cũng hơi khác chút xíu đó. Nhưng mà hầu hết thì bên Dân Chủ Cộng Hòa đều ủng hộ. Và ông Zelensky có nói là chúng tôi có đại bác, đúng rồi, cảm ơn quý vị, nhưng có đủ không? Thưa quý vị, thật lòng mà nói không đủ. Tức là ý ông xin thêm vũ khí. Rồi ông nói luôn, tiền bạc, số tiền mà quý vị cho không phải là tiền bố thí, không phải là tiền thiện nguyện, mà nó là một cái đầu tư cho an ninh thế giới và dân chủ thế giới mà chúng ta sẽ sử dụng một cách có trách nhiệm. À, đó là ông nói câu đó. Và thưa quý vị, trong những ngày qua thì chúng ta thấy rằng là bên ông Putin cũng nhất định là không lùi bước. Bên này bây giờ không còn đường nào khác. Thì mục tiêu của Ukraine bây giờ đó là họ hy vọng họ lấy lại một phần nào đất đai của họ. Bên ông Putin đó thì bây giờ có vẻ như không tiến xa nữa, mà ráng giữ những phần đất mà đã chiếm của Ukraine đó, để câu giờ, để đến một lúc nào đó có một cái giải pháp nào đó thì coi như là Nga đang ở thế thượng phong đó. Và thưa anh Long, thấy ngày hôm qua cũng có một dân biểu cầm cái lá cờ đến và đưa cho ông Zelensky, trên đó ký một số tên của một số vị dân biểu và bà. Ông nói cái lá cờ này là lấy trên cái thành phố mà đang chiến trường đánh nhau. Vâng. Và những người lính ở đó ký tên. Và ông đem cái lá cờ đó làm cái giống như một cái quà tặng cho Quốc hội Mỹ. Thì nếu quý vị xem lại cái hình ảnh thì bà Nancy Pelosi cũng tặng lại ông một cái lá cờ Mỹ trong ngày hôm đó, treo lên nóc nhà Quốc hội. Vâng. Và gửi tặng lại cho ông và người Ukraine. Và xin quý vị đừng rời màn hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.